sao chưa vào nhỉ? Vào chưa bác? À vào rồi nè. Ok. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mời mọi người vào livestream Phương Lê nói rõ ngày hôm nay. Phương Lê biết rằng cái livestream này là một cái livestream mà rất là nhiều người muốn Phương Lê nói, Phương Lê lên live. Và cái livestream này nó rất là đặc biệt dành cho những người yêu thương và tin tưởng Phương Lê thời gian vừa qua, đã vì Phương Lê mà nghe những cái lời nói không đúng sự thật và đã rất là tổn thương. Thì ngày hôm nay cái livestream này đặc biệt là sẽ nói để cho những người yêu thương, đầu tiên là những người yêu thương Phương Lê, và thứ hai là dành cho những người mà đang hiểu sai và đang chưa yêu thương, thậm chí là ghét Phương Lê. Thì ngày hôm nay Phương Lê mời vào livestream, Phương Lê sẽ nói rõ tất tần tật mọi chuyện. Hello mọi người, đợi mọi người vào đông đông một chút xíu ha, đợi mọi người vào đông đông, mọi người vào đông đông chút xíu. Mọi người vui lòng chia sẻ cái livestream này rộng rãi nha mọi người, chia sẻ cái livestream này rộng rãi nha. Thật sự mọi người biết ông Phương Lê là một cái người chỉ muốn làm việc, chỉ muốn kiếm tiền, không muốn kiếm chuyện, chỉ tập trung vào công việc của mình, cuộc sống của mình, cuộc sống riêng tư của mình và hạnh phúc của mình. Và Phương Lê thiết nghĩ là trong cái thời gian vừa qua, Phương Lê có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc bên bạn trai của mình, và có một cái công việc mà Phương Lê phát triển cùng với lại tất cả các cộng sự của Phương Lê trong nhiều năm qua. Phương Lê không hề đụng chạm tới ai hết, nhưng mà những cái thông tin vu khống, những cái thông tin bịa đặt hoàn toàn rất là nhiều và ảnh hưởng đến uy tín, ảnh hưởng đến công ty, ảnh hưởng đến các con của Phương Lê, và kể cả ảnh hưởng đến những người liên quan. Ok. Mọi người ơi, mọi người cho Phương Lê xin chia sẻ rộng rãi hơn chút xíu nữa nha. Rộng rãi hơn chút xíu nữa thì Phương Lê sẽ nói rõ từng mục ngày hôm nay nha. Phương Lê sẽ nói rõ. Và Phương Lê nói, Phương Lê chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật nếu Phương Lê nói sai. Mọi người thấy Phương Lê ghi cái caption, cái status ở trên là nếu Phương Lê nói sai thì Phương Lê sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn người nào dựng chuyện, người nào bịa chuyện thì tự hiểu nha. Và kể cả các bạn đừng tưởng các bạn vào đây, các bạn comment, các bạn sỉ nhục Phương Lê thì các bạn được bình yên. Tại vì trước một khi mà Phương Lê livestream như thế này thì không phải là Phương Lê vớ va vớ vẩn mà rảnh rỗi mà livestream đâu. Nên các bạn phải suy nghĩ cho thật kỹ những cái lời các bạn nói, các bạn comment, các bạn nói thì phải đúng sự thật và phải có bằng chứng, phải dẫn chứng nha. Chứ lời nói của mình mà mình không có dẫn chứng mà mình bịa đặt để mình hãm hại vì mình yêu thương hoặc là mình tin tưởng một idol nào đó mà chính mình mang họa vào thân nha. Ngày hôm nay trong cái livestream này Phương Lê nói tập trung về cái việc cá nhân của Phương Lê, không nói về việc của anh Luân, nên mọi người không vào đây hỏi lan man cũng như là comment những cái việc liên quan tới anh Luân. Đừng sợ gì hết, các bạn đừng nói là sợ gì hết á. Các bạn hãy tập trung nghe Phương Lê nói đi, rồi sau đó các bạn muốn comment cái gì các bạn comment, không muộn. Ok. Rồi điều đầu tiên là Phương Lê kết hôn với người chồng đầu tiên của Phương Lê, và Phương Lê chỉ có một người chồng nha. Từ xưa đến giờ Phương Lê chỉ có một người chồng, và Phương Lê kết hôn với chồng của Phương Lê năm 2010, và Phương Lê show cái kết hôn cho mọi người coi nha. Nếu không tin thì có thể dùng cách nào của mình cũng được, lên công an quận 10 nơi mà Phương Lê kết hôn nha, trích lục lại. Rồi đây, đây nha, đây mọi người có thể lật ngược lại, đây đây là cái tờ kết hôn của Phương Lê nha. Và Phương Lê kết hôn từ năm 2010 nè. Phương Lê lấy chồng và Phương Lê kết hôn rõ ràng, Phương Lê hợp pháp, không hề có cái chuyện mà Phương Lê đi theo ai giống như những lời bịa đặt ở trên hả không gian mạng thời gian vừa qua nha. Và Phương Lê là người vợ hợp pháp. Chồng cũ của Phương Lê đã từng có một đời vợ và anh ấy đã ly hôn 10 năm mới lấy Phương Lê. Phương Lê không phải là người thứ ba, cũng như là Phương Lê không phải là bồ hay là người cặp với chồng, mà Phương Lê là vợ hợp pháp.
từ năm 2010 và Phương Lê ly hôn 2022 là Phương Lê ly hôn nha. Phương Lê ly hôn không và đây. Đây nè. Quyết định thỏa thuận ly hôn nè. Đây. Đây nha. Các bạn có thể lật ngược là các bạn coi, tại vì Phương Lê show cho các bạn coi là Phương Lê không có thể nào quay cái ngược cái màn hình lại. Thì Phương Lê khẳng định Phương Lê là vợ hợp pháp của người chồng cũ của Phương Lê. Và nhân đây, trong cái livestream này thì cho phép Phương Lê, em xin lỗi anh rất là nhiều. Ly hôn rồi mà anh cũng còn bị ảnh hưởng bởi những cái tiêu cực ở trên mạng vì em. Em xin lỗi anh rất là nhiều và em xin lỗi con rất là nhiều. Cũng như là xin lỗi những người liên quan và đặc biệt là xin lỗi trợ lý cũ của Phương Lê. Và tất cả những người liên quan, kể cả xin lỗi anh Luân nữa, bạn trai của Phương Lê nữa, Phương Lê xin lỗi vì Phương Lê mà mọi người đã bị lôi kéo vào trong cái chuyện này mà Phương Lê không hiểu tại lý do vì sao. Rồi mọi người đã rõ ha, còn ai chưa rõ thì Phương Lê giữ lại cái livestream này. Phương Lê khẳng định Phương Lê là vợ hợp pháp của anh, của anh Hà Văn An. Từ năm 2010 cho đến năm 2022 Phương Lê và anh An không còn đồng quan điểm với nhau nữa và chúng tôi ly hôn thật sự, chứ không phải là ly hôn tạo này nọ các kiểu rồi gửa tiền gửa gì, giống như tất giống như cái bà cái em Phương Anh á ở bên Mỹ đó. Em đã live stream, em đã nói sai sự thật và em nghĩ là em ở bên Mỹ, em muốn nói gì em nói. Em nói, nhưng mà em ơi, em phải hiểu. Em đang ngồi em sủa, nhưng mà thật sự em là con người thì em nên nói tiếng người và em nên hiểu đúng đi. Đừng có gì một cái lợi ích người ta thuê mình, người ta mướn mình. Và chị thừa biết là em bị bệnh tâm thần, tâm thần của em bất ổn, đúng không? Nên vì vậy mà em lên em chửi, em nhậu em chửi rồi em khóc. Có bữa em khóc, em kể vì người yêu cũ này nọ. Chị nhìn cái tâm lý chị phụ nữ, chị đàn bà, chị biết nha. Nên ngày hôm nay chị hy vọng là chị sẽ không bao giờ chị lên chị nói về cái vấn đề này thêm một lần này nào nữa. Tại vì sao? Tại vì em được kích động anh em được ai đưa thông tin thì em vui lòng em nói rõ cái người đưa thông tin đi. Nói là phải có bằng chứng. Đừng có nghĩ vu khống cho người ta rồi úp mở mở rồi kêu là hậu le hay là bất kỳ thứ gì để mình né. Mình chơi là mình phải chơi rõ nét như Sony. Mình nói, mình lên không gian mạng mình nói là mình phải nói đúng. Mình kêu tên người ta cho đúng luôn đi, đừng né nữa. Nếu thật sự bạn nào ở trong đây mà muốn vu khống, muốn bịa đặt thì nói thẳng. Phương Lê mời nói thẳng tên Phương Lê luôn đi nha. Phương Lê mời nói thẳng tên Phương Lê luôn ha, chứ đừng có né, đừng có thế này thế nọ. Và tôi khẳng định thêm một lần nữa là tôi lấy chồng và tôi là người vợ hợp pháp. Tôi không có cái chuyện mà đi lấy chồng của ai rồi bị vợ lớn người ta đánh ghen ABC ha. Tôi và chồng cũ của tôi ly hôn một cách hòa bình, chúng tôi rất văn minh, không hề có một sự cãi nhau gì hết. Mọi người sao không chấp nhận được một cái sự văn minh như vậy? Bộ ly hôn một cái là phải chửi nhau thế này thế nọ mới là ly hôn thật sao? Vì chúng tôi ly hôn một cách hòa bình nên vì vậy mà mọi người không chấp nhận, mọi người nghĩ là chúng tôi ly hôn giả. Tại sao ai mà mọi người ở trong này, phụ nữ nè, đàn ông cũng có nè, đâu ai mà mình đem một cái cuộc hôn nhân của mình ra để mình ly hôn giả, để mình làm trò chơi trò đùa, còn các con nữa. Thật sự ngày hôm nay mà Phương Lê đã ráng nhịn ráng im nhịn là sao? Là vì Phương Lê không muốn nhắc tới người cũ của Phương Lê. Phương Lê cũng không muốn nói về cái cuộc ly hôn của mình nữa vì ba đứa con. Nhưng mà vì sao? Vì những con người lớn mà cái tâm địa tàn độc đã lên chửi rủa con Phương Lê, mạt sát con Phương Lê. Nghiệp dữ lắm nha, nghiệp cho các bạn dữ lắm nha. Con Phương Lê vô tội và Phương Lê không muốn nhắc về cái chuyện ly hôn này. Nhưng mà vì Phương Lê bị ép ngày hôm nay là cái livestream này lên là vì mình bị ép. Nếu Phương Lê không lên tiếng thì những người yêu thương Phương Lê không hiểu lý do tại sao. Và những người đang nghe những cái sai trái đó thì nghĩ đó là sự thật. Các bạn đang bị dẫn dắt và những cái điều mà các bạn nghe từ phía Phương Anh ở bên Mỹ hoặc cái cô, cái bạn, cái những cái bạn Phương Lê
chưa, Phương Lê chưa 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 nói cái những cái bạn nè mà nói ở Việt Nam nè nha, mà né tên Phương Lê có ngon thì kêu tên Phương Lê nha. Rồi còn vấn đề về trợ lý của Phương Lê, Phương Lê thật sự mọi người biết Phương Lê có tới 7 trợ lý lận, nam nữ đều có hết, và mỗi một bạn trợ lý là có một cái công việc. Bạn một bạn này đi với Phương Lê thì bạn kia ở nhà giải quyết công việc, bạn kia lo về khách hàng. Chứng cứ đâu mà nói cái chuyện mà gấp lửa bỏ tay người như vậy. Nói như vậy tại sao không nghĩ tới người ta? Bạn trợ lý mà các bạn đã nói Phương Lê không muốn, em nghĩ rồi, em ấy nghĩ rồi, không còn làm ở công ty Phương Lê hơn gần một năm rồi, Phương Lê không muốn làm ảnh hưởng đến em, chị thật sự xin lỗi em rất nhiều. Mấy ngày qua, mấy tuần qua là em bị kêu, bị nói một cái chuyện rất là vô lý. Bạn đấy đã làm việc tại công ty Phương Lê 5 năm và bạn gái của bạn đấy làm việc tại công ty Phương Lê 6 năm và bạn gái của bạn đó là trợ lý của Phương Lê luôn nha. Và cái cô mà hay livestream với Phương Lê đó, hay giỡn hay hớt chứ hay giỡn hay hay mọi người nếu có coi livestream thì mọi người biết là cái cô mà hay bên cạnh Phương Lê đó, cô đó là bên cạnh Phương Lê xuyên suốt 6 năm trời. Bạn này là hiện 5 năm. Đó là hai người cộng sự mà Phương Lê yêu thương như gia đình của mình. Thật sự hai bạn nghĩ Phương Lê cũng đau lắm, nhưng mà vì sao không có ai ở với nhau mãi mãi được hết. Người ta còn có sự nghiệp, người ta còn đi lập nghiệp nữa. Phương Lê tôn trọng, nhưng mà thật sự Phương Lê rất là yêu thương. Khi hai bạn nghĩ là Phương Lê đều nói là nếu có cơ hội, có duyên thì hãy quay trở lại, thì Phương Lê không muốn vì những cái con người vô liêm sỉ ở trên này mà làm ảnh hưởng đến nhân viên cũ của Phương Lê. Người ta nghỉ làm rồi, đừng kéo người ta vào trong đây nữa. Đừng kéo người ta vào trong cái cuộc này. Mà chính Phương Lê cũng không hiểu tại sao mình bị kéo vào trong cái cuộc này. Rồi, hiểu rõ chưa? Nhắc lại Phương Lê có tới 7 trợ lý lận nha. Riêng nam á là 2-3 người, nữ là 7 và 8 trợ lý lận. Phương Lê không nhớ Phương Lê có bao nhiêu trợ lý. Mọi người biết Phương Lê làm việc rất nhiều nên Phương Lê rất là cần. Một hồi Phương Lê sẽ nói vấn đề chi tiết, thêm một cái chi tiết nữa. Rồi, vấn đề mà Phương Lê chụp, Phương Lê đang có đăng một bức hình con gái của Phương Lê được may mắn trong cuộc đời. Tất cả những đứa trẻ trên đời này á, thật sự không phải ai cũng có sự may mắn được chụp hình chung với một cái người mà một cái người mà lớn của đất nước. Phương Lê không tiện gọi tên bác ở trong đây, con xin lỗi bác rất nhiều. Tại vì cái sự thần tượng, cái sự mà hạnh phúc, cái sự mà tự hào quá khi con gái của con được chụp hình với bác. Rồi con đăng lên, con chỉ nói là nàng đã được chụp hình với bác lúc 5 tuổi. Đó là cái sự tự hào của một người dân Việt Nam, một người công dân Việt Nam. Và đăng lên chứ không hề nói là có bà con thân thích gì hết. Và chưa bao giờ Phương Lê nói là chồng cũ của Phương Lê, là em, là cháu, là gì hết. Các bạn cũng bịa chuyện ra, tất cả đều là bịa đặt và là dựng chuyện hết. Đó, những người yêu thương Phương Lê nghe rõ chưa? Nếu các bạn có thể coi lại những cái bài post, chút xíu nữa Phương Lê sẽ đăng lên cho các bạn coi coi cái status Phương Lê viết như thế nào. Mà nói vấn đề nói sai trái để đụng chạm tới những người mà không nên đụng chạm nha. Còn vấn đề tiếp theo nữa, Phương Lê và anh Luân là bạn trai của Phương Lê hiện giờ, là nghiêm túc, không có lừa dối khán giả. Tụi tôi có tình cảm với nhau và tụi tôi cực kỳ nghiêm túc. Đây là một cái tình cảm nghiêm túc, không có lừa dối hay bất kỳ cái thứ gì giống như mọi người suy nghĩ. Và tôi mong là mọi người đừng bao giờ có những cái suy nghĩ như vậy nữa, và không được phép xúc phạm đến bạn trai Phương Lê nha, là anh Vũ Luân. Các bạn đừng có ngậm máu phun người. Các bạn tự trong cái tình cảm của chúng tôi hạnh phúc thì các bạn lại nói chúng tôi diễn. Các bạn không cho phép, các bạn không muốn chúng tôi hạnh phúc và các bạn nói là chúng tôi đang lừa dối. Tôi hôm nay Phương Lê, lời nói của Phương Lê, chịu trách nhiệm trước pháp luật là Phương Lê và anh Vũ Luân
là người yêu của nhau nha, và anh Luân là bạn trai của Phương Lê, là người bạn trai duy nhất của Phương Lê, được chưa? Còn nói là Phương Lê đã đe dọa mà bé Mớm, chưa bao giờ Phương Lê đe dọa Mớm hết. Nếu nói như vậy, dám thề không? Dám đem con của mình ra thề không? Phương Lê đem con Phương Lê ra thề nè, dám không? Cái người mà Phương Lê từng giúp rồi á, nếu mà không phù hợp nữa, người mà Phương Lê từng chơi rồi, nếu không phù hợp nữa, Phương Lê im lặng, Phương Lê rời đi. Đó là bản chất của Phương Lê. Đe dọa, lấy bằng chứng ra rồi hả nói chuyện với Phương Lê nha. Đe dọa như thế nào thì phải lấy bằng chứng ra, chứ đừng nói không, đừng vu khống. Phương Lê và những người thân của Phương Lê, những người mà liên quan trong cái chuyện này nè, liên quan tới Phương Lê mà bị ảnh hưởng trong việc này nè, là những người công dân ưu tú, là những người công dân có ích cho đất nước. Chúng tôi làm việc một cách rõ ràng và chúng tôi đóng thuế cho nhà nước để xây dựng đất nước. Tại vì những công dân mà làm việc nghiêm túc đóng thuế có phải là những công dân ưu tú để xây dựng góp phần cho cái đất nước càng ngày càng tốt đẹp hơn không? Những lời bịa đặt của các bạn trong thời gian vừa qua, tôi hy vọng rằng cái livestream này khi các bạn nghe, mình là con người, mình phải hiểu đúng. Còn những bạn mà nghe thời gian vừa qua, các bạn hiểu sai trái gì về tụi tôi thì các bạn nên hiểu đúng. Và các bạn đừng nghĩ mình có một cái tài khoản Facebook rồi mình lên cái không gian mạng này, mình muốn phỉ nhổ hả, phỉ báng ai, mình muốn bịa đặt để mình hãm hại ai thì mình được quyền đâu. Các bạn không có quyền chuyện đó, làm chuyện đó đâu nha. Pháp luật vẫn còn đó. Phương Lê tự hào là mình là một người công dân yêu nước. Và ở đây, rồi bây giờ Phương Lê sẽ nói về những vấn đề nó liên quan nè. Làm gì có chuyện mà Phương Lê kết hợp với anh Luân rồi để kết hôn giả gì, đưa tài sản đi qua bên Mỹ lấy thẻ xanh gì không Phương Lê? Phương Lê khẳng định với mọi người, Phương Lê không có nhu cầu làm Việt Kiều ở một đất nước nào hết. Phương Lê sống, sinh ra ở Việt Nam và Phương Lê chỉ mong muốn khi mình chết, mình được chôn ở nơi đất nước của mình, quê hương của mình. Đó là lời khẳng định. Phương Lê đi nước ngoài, Phương Lê đi du lịch là Phương Lê chỉ là đi du lịch thôi, chứ lòng Phương Lê chưa bao giờ hướng tới mình phải sống ở một đất nước nào. Chứ đừng có cái chuyện mà phải chợ đem tài sản ở Việt Nam giấu rồi mang đi nước ngoài. Giống như lời của Phương Anh nói, đó là bịa đặt, hoàn toàn bịa đặt. Còn bạn Ly, tôi mời bạn đi cái ngày mà anh Luân mời tôi, mời Mớm và không biết có mời bạn hay không, thì ngày hôm đó nguyên một đám đi ra Menro ngày 15 tháng 9 gì tôi nhớ không lầm. Khi mà đi mời như vậy, tôi ngại, tôi không muốn ở cái resort bên gia đình anh Luân, nên tôi đã thuê một cái resort đối diện. Bạn có nghe livestream của tôi thì bạn nghe cho rõ nè. Tôi mời bạn không phải ngày hôm nay tôi kể đâu. Chả là cái gì với tôi trong tiền phòng 5-7 triệu không lại gì chứ. Nhưng mà ở đây bạn sai trái, bạn rất sai trái, chứ đó là tự bạn nghĩ. Và bạn đi lên bạn kể như vậy, tôi không hiểu bạn kể là gì, mục đích gì. Mục đích muốn bôi nhọ tôi à. Tôi thuê tặng bạn một phòng, một villa, không phải là một phòng, một villa, một phòng ngủ đúng chưa? Tôi thuê tặng Mớm và chồng cũng như con một villa, một phòng ngủ. Tôi một villa, hai phòng ngủ nha. Mà cái người đặt phòng ngày hôm đó là tôi đi resort, tôi đi khách sạn, tôi đi công tác, là nhân viên của tôi đặt, chứ tôi không hề đặt. Và tôi có nói lại là bạn đi một mình nên chọn cho bạn một cái villa ở một mình, một phòng. Đúng chứ, bạn đã ở cái villa mà tôi chọn một phòng. Và gia đình bé Mớm cũng ở một phòng. Còn tôi đi với trợ lý của tôi. Tôi ở một cái villa hai phòng, cái villa to nhất ở đó.
bơi riêng, có phòng khách. Tại vì tôi làm việc ngày hôm đó, tôi nhớ là tôi live stream tại phòng khách. Thì tôi không hiểu vì cớ làm sao mà bạn lên bạn kể, bạn nói tôi là đi với trợ lý của tôi, rồi tôi cặp với trợ lý của tôi, rồi cái gì đó, mướn có 3 phòng chứ không phải 4 phòng. Vậy là bạn là người không hiểu biết rồi, chắc là bạn chưa từng đi những cái khách sạn, những cái resort như vậy, nên bạn không biết đúng không? Hôm nay Phương Lê sẽ nói cho bạn biết, trong resort người ta đó có một villa 2 phòng, 3 phòng, 4 phòng, tùy vào những resort với tiêu chuẩn. Chứ không phải cái phòng nào cũng có một phòng ngủ. Một phòng ngủ là do mình chọn, còn 2 phòng ngủ hay 3 phòng ngủ cũng vậy, do cái nhu cầu của mình đi bao nhiêu người. Và tất cả những chuyến tôi đi công tác với trợ lý của tôi là đều là nhân viên, nhân sự ở công ty của tôi, họ đặt phòng cho tôi. Tại sao? Tại vì họ đặt để họ lấy hóa đơn. Thì tôi không hiểu bạn, tôi đã trả tiền cho bạn rồi. Tôi mời, tôi trả tiền. Ở khách sạn, ở resort là bạn lại không hiểu biết nữa rồi nè. Khi mình đặt phòng là mình phải trả tiền trước, chứ không có ai mà lợi resort 5 sao của người ta rồi ở rồi ngày mai mới lại trả tiền. Cái đó là do bạn chưa đi, bạn lại không biết nữa. Bạn chưa được ở cái tiêu chuẩn như vậy, bạn không biết. Là đúng, tại vì tôi nè, tôi là người từng kinh doanh resort. Trước đây tôi chưa ly hôn, là chồng cũ của tôi làm về resort khách sạn 5 sao. Nên lời tôi nói là đúng, ai ở trong này mình đến resort 5 sao, mình thuê, mình phải trả thẻ, mình trả tiền trước. Chẳng những phải trả tiền trước nha, và mình còn phải chạc thêm một cái số tiền nữa, gọi là tiền đặt cọc, nói vậy cho dễ. Chứ không có ai mà ở rồi ngày mai đi ra trả tiền phòng. Cái đó là xưa rồi nè. Và tôi không hiểu bạn đi ra ngoài đó, bạn hỏi tôi ở 3 phòng, 4 phòng gì đó để làm cái gì. Là cái thời điểm đó là bạn đã rình tôi rồi à. Sao vậy? Tôi chơi với bạn quá đẹp mà, lúc nào tôi cũng tôn trọng bạn hết nha. Và ai lên so sánh giữa tôi với bạn, tôi đều nói bạn tốt hơn tôi. Coi lại live stream đi. Bạn giàu hơn tôi, bạn đẹp hơn tôi. Tôi chưa bao giờ tôi chơi dơ với bạn. Nhưng mà ngày hôm nay tôi không hiểu tại sao bạn như vậy. Và tất cả những thông tin, những thông tin nói tôi là cặp với lại quản lý gì của tôi á, là bạn nói y chang như cái con Phương Anh ở bên Mỹ nói. Thì tại sao lại cái cớ gì bạn lại như vậy? Và ở đây tôi nói bạn luôn nè, chuyện riêng tư, chuyện cá nhân của tôi, cho dù bạn có biết tôi có cặp với ABC nữa, thì bạn không có quyền gì để nói hết ở đây. Bạn hiểu lý do tại sao không? Tôi là người đã ly hôn rồi, tôi độc thân, tôi single, tôi có quyền cặp với bất kỳ ai, miễn người ta không có vợ. Bạn không có quyền nói điều đó. Bạn lên bạn nói tôi, bạn nói tôi, bạn nói là bạn trai của tôi là cũng cặp này nọ các kiểu. Sao bạn biết? Bạn tưởng tượng hả? Còn ai nói với bạn, đưa ra bằng chứng đi. Mình lớn rồi, mình nói gì cũng phải có bằng chứng hết trơn á. Tới thời điểm này, ngày hôm nay, cái live stream này, tôi ngẩng mặt lên nói chuyện với bạn là tôi chưa bao giờ tôi chơi xấu bạn, chưa bao giờ nói xấu sau lưng bạn. Còn bạn có làm điều đó hay không, tự bạn hiểu. Và những lời khen ngợi của tôi, những cái mà tôn trọng của tôi dành cho bạn trước đây, xin lỗi cho tôi được thu hồi lại. Sau khi tôi nghe, tôi thấy bạn live stream, bạn nói về tôi. Và nếu những cái cuộc live stream của bạn nói bóng gió, tại sao nếu bạn nói tôi thì bạn nói thẳng tên tôi luôn đi. Tôi tên thật là Lê Thị Hậu Phương, bạn nói thẳng luôn đi. Bạn nói thẳng tên tôi, bạn kêu thẳng tên tôi luôn đi. Như vậy nó mới né. Chơi vậy nó mới né. Đừng có né, đừng có bông hậu bông ơ gì chân á. Mình đã nói người ta như vậy rồi thì mình nói thẳng tên người ta luôn đi. Rồi mình đưa bằng chứng luôn đi bạn. Bạn đưa tôi bằng chứng luôn đi. Bạn đưa bằng chứng đi. Chứ bạn đừng có... Tôi không hiểu lý do làm sao. Tôi không hiểu tại sao bạn lại có những cái suy nghĩ, và bạn lại có những cái mà lên phát ngôn về tôi như vậy.
Và tiếp theo, riêng về Hồng Loan, Phương Lê nói, Phương Lê chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước đây gần 10.000 người coi livestream nè. Hồng Loan là người tìm Phương Lê, nhắn tin cho Phương Lê trước. Chị ơi, em là con của ba Vũ Linh, em muốn gặp chị để thưa chuyện với chị. Lúc đó tôi đang đi công tác ở bên Nhật và tôi không gặp. Và Hồng Loan đã nhắn tin cho tôi rất là nhiều lần để tìm tôi. Và sau đó tôi thấy như vậy, tôi trả lời Hồng Loan, thì Hồng Loan kêu tôi là chị nhắn Zalo đi chị. Thời điểm đó Phương Lê không xài Zalo. Vì Hồng Loan nên Phương Lê đã tải Zalo về. Phương Lê nhắn tin nói chuyện với Hồng Loan. Và mọi người biết không, Phương Lê nhớ không lầm là khoảng một, từ lúc Hồng Loan nhắn muốn gặp Phương Lê cho đến khi Phương Lê gặp Hồng Loan là khoảng một tháng hơn lận đó. Một tháng hay là hơn một tháng gì. Lý do như thế nào? Ngày hôm nay Phương Lê nói rõ, Phương Lê không định giúp đâu. Tại vì Phương Lê cũng quá ngán ngẩm rồi. Phương Lê cũng đã bị, Phương Lê như một con chim bị sợ cành cong. Vì những lần trước Phương Lê cũng bị dính đạn khi mình giúp người ta mà người ta không có không có nghĩ tới những cái gì mình làm, và người ta rất là nhiều rồi. Nên Phương Lê đã hứa với lòng và hứa với tất cả những người thân bạn bè của Phương Lê là không muốn giúp ai nữa hết. Nhưng vì lý do Phương Lê giúp, Phương Lê gặp là do sao? Phương Lê thấy em nhắn tin và Phương Lê coi ở trên mạng, Phương Lê nhìn thấy cũng tội tội. Nhưng Phương Lê, cái sự quyết định để đi đến giúp em thì chưa có đâu. Khi cái sự quyết định đó từ đâu? Từ khi Phương Lê lên, Phương Lê coi ai là người giúp đỡ em, ai là người lên tiếng đỡ em. Thì lúc đó Phương Lê thấy anh Vũ Luân. Mà anh Vũ Luân là người mà Phương Lê thần tượng mấy chục năm. Phương Lê là dân miền Tây thích nghe cải lương, nên Phương Lê đã thần tượng mấy chục năm rồi. Và Phương Lê cũng biết mấy chục năm qua anh sống rất là chỉnh chu, rất là văn minh, rất là tử tế. Nên Phương Lê tin tưởng vào anh và Phương Lê quyết định. Phương Lê mới nói với lại nhân viên trợ lý của mình, cái này là ông Vũ Luân, ông đã lên tiếng rồi, thì cái việc này là chị nghĩ là chắc là em này cần giúp đỡ thật. Thì lúc đó Phương Lê mới gặp Hồng Loan. Và cái điều này Phương Lê nói, Phương Lê chịu trách nhiệm trước pháp luật nha. Đừng bao giờ một lần nữa nói là tôi đi ra liếm qua bển tìm. Tin nhắn có nè, ngày giờ có hết nè. Còn đêm kinh hoàng hả? Tôi kể cho nghe cái đêm kinh hoàng đó, tôi kể luôn cho nghe nè. Thì khi mà tôi dừng lại, lý do là tôi dừng lại là không phù hợp ở trong cái team này nữa. Là vì cái bộ phim, tôi muốn làm cái bộ phim để kỷ niệm về cuộc đời. Nhưng cái kịch bản của tôi bị quay, bây giờ tôi không có hèm nhắc tới chi tiết nữa. Nên vì vậy mà tôi dừng, tôi không muốn. Trời ơi, bây giờ nói tới thiệt sự chứ. Mọi ai ở trong này coi thì sẽ nhớ lại cái vấn đề về cái bộ phim. Và khi Phương Lê dừng lại là dừng thôi. Không, Phương Lê dừng lại và Phương Lê có nhắn tin rõ ràng đàng hoàng. Không hề nạt nộ hay la mắng chị. Phương Lê nói là chị cảm thấy mình không còn phù hợp ở trong team này nữa nên chị dừng lại. Và Phương Lê đã viết một cái status xin lỗi tất cả mọi người, trong đó có tạm biệt, chào tạm biệt Ni, tạm biệt mọi người hết. Và tại sao? Tại sao mấy ngày sau, vì cớ làm sao Hồng Loan mang tất cả những cái đồ mà Phương Lê tặng, Hồng Loan tự đem qua trả lại cho Phương Lê, chứ Phương Lê không hề đòi. Và Hồng Loan đã quay video rồi đăng lên. Thì mọi người nhào vô nói là Phương Lê này cho rồi đòi lại. Mà sự thật là Phương Lê không hề đòi nha. Mà Loan quay, Loan đăng lên như thế đó. Thì Phương Lê hẹn gặp, Phương Lê mới gọi cho anh Vũ Luân là em muốn gặp. Cái sự này đi quá xa rồi, để cho mọi người hiểu lầm. Mọi người hiểu lầm, mọi người nghĩ là Phương Lê đòi. Thứ nhất là Phương Lê đòi quà, thứ hai nữa là Phương Lê là người chủ động đi tìm Loan, nên Phương Lê muốn gặp Loan để Loan phải đính chính hai việc đó cho Phương Lê. Thì mọi người đêm kinh hoàng gì, Phương Lê hẹn và cái người chọn cái địa điểm là bên Hồng Loan. Ngày hôm đó Phương Lê đi với bạn trợ lý của Phương Lê thôi.
Còn bên Hồng Loan là đi với anh Luân nè, với Hồng Loan, chồng Hồng Loan nè, và Ni đến gặp Phương Lê. Mọi người đã ngồi sẵn rồi. Phương Lê bước vào, Phương Lê nói ngày hôm nay tôi chị có việc muốn gặp em vì những cái lý do, và chị cần em phải đính chính hai việc rõ ràng. Là thứ nhất, chị không phải tìm em, là người đến tìm em trước, mà em là người nhắn tin cần gặp chị, đính chính giùm chị một việc đó. Việc thứ hai là chị không đòi quà nên em phải nói cho đúng sự thật, rồi em trả chị về với vị trí của chị. Tại vì chị không phải là một cái đứa mà tự động đi la liếm lại nhà người ta để ăn trực, mà chị là không là một cái người mà cho người ta rồi đòi lại. Chỉ cần đính chính hai việc đó thôi. Đó là cái gì mà kinh hoàng. Chưa bao giờ Phương Lê vỗ bàn. Phương Lê bước vào và Phương Lê gọi một ly trà nóng Phương Lê uống. Phương Lê ngồi, Phương Lê nói chuyện giữa người và người. Mà trong khi đó một mình Phương Lê đi với bạn trợ lý của Phương Lê Hiền Khô. Trong khi đó là bên phía Loan là anh Luân, Ni, chồng Loan. Thì lúc đó Ni mới nói ok, cái này là để tôi về, tôi đính chính lại, tôi với Loan sẽ live stream. Thì sau đó là Ni với Loan lên live stream là nói là Phương Lê không phải là người tìm và Phương Lê không có đòi quà, tại vì Loan áp lực. Đúng chưa? Thì tại vì cớ làm sao mà bây giờ đi bịa chuyện nói là nào là hăm dọa. Nói là hăm dọa, nói là chửi mắng gì đó. Lương tâm ở đâu mà nói như vậy? Sự thật rành rành ở đó, người sống còn rành rành ở đó. Phương Lê có nói, anh Luân, nếu mọi người không đính, nếu Loan không ra đính chính với em, hai việc này nó làm ảnh hưởng đến các con của em. Tại sao? Tại vì thời điểm đó các con của Phương Lê đang đi học. Thì con của Phương Lê nó không thể nào bị cái sức chịu đựng. Mẹ nó là một người đi qua nhà người ta, không ai mời để đi qua nhà người ta. Và mẹ nó không phải là cái người cho người ta rồi đòi quà. Bạn của các con tôi sẽ hiểu như thế nào. Nên nếu mà không ra, không lên live stream mà đính chính lại, thì tôi sẽ có một cái cuộc họp, có báo chí, và tôi sẽ nói đúng cái sự thật với pháp luật. Tôi là nói đúng nên tôi không có sợ gì chứ. Tôi nói đúng nên vì vậy mà tôi không, lời nói của tôi chịu trước pháp luật. Tôi nói như vậy đó. Thì đó là đêm kinh hoàng sao? Đối với Phương Lê đến với một cái chân tình, còn khen ngợi tôi hôm nay ốm này nọ các kiểu nữa, vui vẻ lắm, bước vào vui vẻ lắm, nói chuyện vui vẻ. Và lúc đó bạn Ni nói là tôi đã chuẩn bị cho bà mượn, tôi đã chuẩn bị tiền cho bà mượn 30 tỷ để bà làm phim. Phương Lê nói không, tôi làm tự tôi trả, tôi không mượn bà, đúng không? Có anh Vũ Lân ngồi đó, hai vợ chồng Loan ngồi đó, chứ không có cái chuyện mà một đứa hùng 15 tỷ lời tôi lấy gì chứ, giống như lời mà bạn nói. Bạn bị cái gì vậy? Tôi đã kể cho bạn nghe ngay từ đầu kịch bản như thế nào, tôi nói với bạn rồi mà. Mà tôi đâu có cần. Một khi mà tôi đã quyết định làm thì tôi cần gì bà bạn mà phải share 15 tỷ gì đó, không có đâu. Và làm một cái bộ phim, một bộ phim mà chiếu rạp, người trong nghề họ sẽ biết. Không phải là 3 tháng, 5 tháng nó ra bộ phim đâu. Thậm chí đôi lúc mình tìm cái ekip á, cả năm trời mới tìm ra nữa, mới phù hợp nữa. Và tiền Phương Lê đã chuẩn bị sẵn, Phương Lê không cần mượn. Tôi chưa bao giờ tôi mượn bạn, nên bạn đừng có nhắc cái vấn đề mấy chục tỷ gì ở đây chân á. Và bạn cũng không có cái quyền gì mà bạn đi nói về đời tư cá nhân của tôi nữa. Nghe à. Bạn dám nói là những lời bạn livestream bạn nói về tôi ngày hôm qua, ngày hôm nay là không phải nói tôi không? Nếu bạn lên bạn nói là tôi livestream tôi nói đó là gì nhỏ khác, không phải Phương Lê đâu, tôi xin lỗi bạn liền. Còn nếu
bạn nói thẳng những cái gì mà bạn nói là nói tôi, thì bạn vui lòng cho tôi một cuộc gặp bạn để tôi hỏi bạn lý do, bằng chứng những gì bạn nói bạn phải show ra cho tôi nha. Nhất là vấn đề mà nói tôi là cặp với lại quản lý gì của tôi đó, phải đưa ra bằng chứng nha. Đừng có nói cho sướng miệng, ảnh hưởng, tôi bị ảnh hưởng. Bây giờ tất cả những cái người mà bị kéo vào bị ảnh hưởng, người ta có tội lỗi gì, trong khi đó là người ta đã nghỉ làm, người ta đã có cuộc sống của người ta rồi, bây giờ lôi người ta vào. Bị lát phải chịu thôi, bây giờ sao? Không, băng hết là rồi đó, ảo đó. Alo. Mọi người ơi, mọi người còn thấy Phương Lê không? Còn mọi người còn thấy Phương Lê không ạ? À? Tại vì cái mạng mọi người, Phương Lê ở đây cái mạng nó hơi bị kém mọi người. Nãy giờ Phương Lê nói, những lời Phương Lê nói hoàn toàn thật và Phương Lê chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ôi, tiếp tục wifi hay sử dụng di động vậy? Nó... Wifi, ok. Và tất cả những con người ở trên đây đang có ý định và những ngày qua đã cố tình phá, đánh phá doanh nghiệp, nói xấu doanh nghiệp của Phương Lê, nói xấu doanh nghiệp của Phương Lê, đánh phá doanh nghiệp. Phương Lê sẽ không bỏ qua nha. Phương Lê nói rõ một lần, đừng bao giờ dại dột mà đi đánh phá doanh nghiệp, đi nói xấu doanh nghiệp nha. Nói cái gì cũng phải có bằng chứng. Không phải mình ghét người ta rồi mình lên mình nói. Mỹ phẩm Chonami là thương hiệu của Nhật Bản, sản xuất Nhật Bản 100%, không có một cái, cho dù một cái hộp giấy cũng được sản xuất ở bên Nhật. Chứ đừng có nói sản phẩm của Chonami, sản phẩm của Chonami là nói ở Nhật nhưng mà sản xuất ở Việt Nam. Đây là lời vu khống nha, bịa đặt vu khống. Rồi cái vấn đề về cái em MB Thái Tử làm răng tại Nha Khoa Umi, nói là MB làm răng xong MB đi tù. Ủa? MB làm răng, người làm răng xong rồi làm cái chuyện phạm pháp là phải đi tù thôi, chứ bây giờ làm răng xong là làm chuyện phạm pháp là không đi tù hay sao? Hàm răng là nó có thể che đậy được tất cả à? Thì bị phạm pháp thì nhà nước, chính quyền, pháp luật sẽ xử lý thôi, chứ có liên quan gì đến. Nên đừng bao giờ lên nói những cái thông tin sai lệch để đánh phá doanh nghiệp như vậy. Rồi cái lời cuối cùng mà Phương Lê muốn nói nè, Phương Lê mong rằng giữa con người với nhau phải tôn trọng nhau. Mình ghét mình không nên coi, mình ghét mình có thể bấm chặn bấm lóc. Phương Lê và anh Luân bây giờ hai người là một, việc của anh Luân là việc của Phương Lê và việc của Phương Lê là việc của anh Luân. Nên á, Phương Lê không đồng ý cũng như không cho phép các bạn lên có những cái ngôn từ xúc phạm đến anh Vũ Luân. Xúc phạm đến Vũ Luân cũng là xúc phạm đến Phương Lê. Và anh Vũ Luân là nghệ sĩ ưu tú nha, các bạn phải nhớ điều đó. Nghệ sĩ ưu tú được chủ tịch nước trao tặng, không đơn giản như vậy đâu nha. Các bạn đừng lên các bạn phỉ báng, các bạn nói cho sướng, cái giá phải trả có hết á. Quay trở lại khúc đầu chút xíu, Phương Lê nói lại một lần nữa là Phương Lê chỉ có một người, Phương Lê chỉ đã kết hôn một lần duy nhất và Phương Lê đã ly hôn. Không có hai chồng, hai vợ, hai gì hết. Và Phương Lê là vợ hợp pháp. Và không có vợ lớn gì của chồng cũ của Phương Lê đánh ghen hay là...
Một có một cái điều mà mọi người phải biết nè, Phương Anh nói xạo, nói ngu mà không bao giờ ngượng miệng. Ba mẹ chồng cũ của Phương Lê mất rất lâu rồi, làm gì có chuyện mà liên lạc được với họ, xuống âm phủ liên lạc ha. Và làm gì có chuyện mà vợ cũ của chồng Phương Lê fan idol Facebook gì nói tầm bậy tầm bạ, đừng có nói nữa, nghiệp dữ lắm, mình cũng có con đó. Bình tĩnh lại. Phương Lê đã từng gặp vợ cũ của chồng Phương Lê khoảng 5 lần. Chị rất là lịch sự và văn minh. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau như hai người đàn bà, cực kỳ văn minh và tôn trọng. Và đừng bao giờ lôi chị ấy vào trong những cái công cuộc này nữa. Dừng lại được chưa? Hôm nay nghe rõ là dừng lại được chưa? Đừng bao giờ nhắc tới chồng cũ của tôi nữa. Chúng tôi đã ly hôn rồi, tôi không muốn các bạn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ấy. Ngày hôm nay cái livestream này Phương Lê sẽ lưu lại, sẽ giữ lại, không có xóa đâu. Và để cho những người vào sau nghe. Như vậy nó đã đủ ý, đã rõ chưa ạ? Còn cái vấn đề gì nữa không? Bé coi giùm chị có vấn đề nào mà mọi người cần hỏi nữa không bé? Trong những cái vấn đề ngày hôm qua đó, mọi người cần cái vấn đề gì chưa rõ rồi mọi người comment đi, Phương Lê trả lời nè. Mong là đừng bao giờ nói tới chồng cũ của Phương Lê và đừng bao giờ động tới trợ lý cũ của Phương Lê nữa. Người ta có cuộc sống của người ta, đừng bao giờ lôi người ta vào. Và mình cũng không có cái quyền gì hết. Quay trở lại một lần nữa, các bạn không có cái quyền gì các bạn có thể nói về vấn đề riêng tư của tôi. Tôi yêu ai, tôi sống với ai hay bất kỳ thứ gì, các bạn không có cái quyền đó. Tại sao? Tại vì tôi đâu có thèm quan tâm tới cuộc sống đời tư của các bạn đâu. Tôi có quan tâm không? Không. Rồi, còn một vấn đề cuối cùng mà tôi muốn nói ngày hôm nay. Tôi có nghe là các bạn không gọi tên thẳng tên, các bạn không gọi thẳng tên tôi. Nhưng các bạn nói là tôi là người đưa thông tin gì đó cho YouTube này, YouTube kia, YouTube nọ để nói về cái team bên kia. Tôi khẳng định một lần nữa, tôi chưa bao giờ gửi bất kỳ một thông tin nào cho YouTube. Tôi không quen biết họ. Tôi không hề có số điện thoại của họ, không nói với họ dù chỉ một lời. Ở trong đây tôi nghĩ là các anh chị YouTube, nếu có thì hãy comment cho em, cho chị Phương Lê biết là Phương Lê đã từng liên lạc, đã nhờ chưa? Chưa bao giờ Phương Lê này muốn nói là tự cái miệng mình nói ra, không có sợ cái gì. Đã nói phải chịu trách nhiệm trước lời mình nói, chứ không có sợ gì mà phải đi nhờ. Đó là các bạn đã nghĩ sai rồi. Còn vì sao người ta nói các bạn thì các bạn nên đi hỏi những người đó. Tôi không có trách nhiệm để trả lời cũng như là chịu trách nhiệm trước những lời người ta nói. Trời ơi, miệng người ta làm sao mà tôi có thể, tôi còn không biết nữa. Nhưng vì tôi bị áp đặt, vì các bạn ép tôi, các bạn áp tôi, các bạn nói tôi là người quen với người này, quen với người kia, đưa thông tin cho YouTube này, YouTube nọ, nói các bạn, tôi không làm điều đó. Và tôi thề có mặt đèn, tôi chưa bao giờ đưa một cái thông tin nào. Nếu tôi nói xạo, tôi có đưa thông tin mà tôi nói tôi không có đưa, tôi chết không toàn thay, bỏ ba đứa con tôi lại, được chưa? Còn bạn nói tôi đưa thì bạn dám lên bạn thề như thế này không? Bạn lấy bằng chứng tôi đưa đi. Còn người ta chửi các bạn hay người ta nói, người ta phân tích gì đó, không liên quan tới tôi. Yeah, ok, được chưa? Nhưng kể từ cái livestream ngày hôm nay, tôi suy nghĩ lại rồi. Vì tôi không làm mà ép tôi, áp tôi thì tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi đã lên tôi coi rồi, thì tôi thấy những anh chị đó không ai xúc phạm tới tôi chân á. Những anh chị YouTube đó không ai xúc phạm tới tôi chân á. Cũng không có nói những cái lời đơm đặt gì hết á. Thì nếu có duyên gặp nhau ở bên ngoài
Phương Lê sẽ mời tất cả các anh chị một ly cà phê nếu mình có duyên gặp. Tại vì thật ra trước giờ mình chưa gặp, chưa nói chuyện gì hết. Nhưng mà từ cái ngày mà mình bị đơm đặt, mình bị dựng chuyện, cái thành ra mình mới lên mình coi. Mình nói ủa tại sao đơm đặt cho mình vậy, ai cho mình lên mình coi. À mình thấy là mọi người không có nói gì về mình hết á. Tại vì mình đâu có làm gì đâu. Thì ok, nếu thật sự có duyên thì tất cả mọi người cũng có thể làm bạn với Phương Lê. Ai đối xử tốt với Phương Lê là Phương Lê tôn trọng. Phương Lê không phân biệt giàu nghèo, Phương Lê cũng chả có giàu gì đâu nha. So với những người giàu á, Phương Lê hả là chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi. Nên vì vậy mà Phương Lê, ai mà đối xử tốt, ai là người tử tế là Phương Lê chơi thôi. Ngày xưa đến giờ Phương Lê chưa biết những cái Facebook ở những cái YouTube tên gì đó, Thủy Lê gì đó, Tử Thám Tử gì đó, cái gì đó mà chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ biết, chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ nói chuyện, chưa bao giờ, đừng có nói chia gửi thông tin 3BC gì không biết. Nhưng mà từ ngày mà bị đơm đặt vậy có lên coi và thấy là người ta nói gì, ai người ta nói, miễn ta người ta không có nói tới mình thì ok, nếu có duyên gặp gỡ có thể làm bạn được thì mình làm bạn thôi. Thêm 10 người bạn vẫn tốt hơn chứ đúng không nè. Còn level hay giàu nghèo gì Phương Lê không có care, tại vì chưa chắc là Phương Lê giàu hơn người ta đâu. Đừng có nhìn vào bề ngoài. Cảm ơn. Cuối cùng là Phương Lê muốn nói lời cảm ơn. Đầu tiên là Phương Lê xin lỗi, lời xin lỗi đến người chồng cũ, các con và những người liên quan, trợ lý cũ, bạn trai mới là anh Luân rất nhiều, vì đã bị réo gọi trong cái chuyện này. Lời nói tiếp theo là Phương Lê cảm ơn những cái người đã yêu thương Phương Lê trong những năm vừa qua, đã tin tưởng Phương Lê, đã bị tổn thương về Phương Lê. Phương Lê thành thật xin lỗi và cảm ơn rất nhiều. Còn tất cả những người chưa yêu thương Phương Lê, có hiểu sai gì về Phương Lê đó, thì mọi người hãy, Phương Lê còn ở đây nè, mọi người hãy bình tĩnh lại suy nghĩ những gì Phương Lê nói. Tại vì Phương Lê đã nói là Phương Lê chịu trách nhiệm lời nói mình trước pháp luật mà, đúng không nè. Còn mọi người không thương, không quý, thậm chí ghét Phương Lê, Phương Lê cũng không sao hết. Nhưng đừng bao giờ bịa chuyện đơm đặt, và đừng bao giờ để cho mình phải phạm pháp. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cũng xin lỗi vì theo lẽ có một những cái buổi livestream vui vẻ, nói xàm như Phương Lê trước giờ. Và cái buổi livestream này là buổi livestream bắt buộc phải nói. Tại vì thật ra mọi người biết không, không nói là không được. Mọi người đã nghĩ, ô chắc là có hay sao không nói, không có. Nói là nói thật hết à. Và nói như thế này mọi người, ai mà làm mẹ phải hiểu, nói như thế này sẽ bị ảnh hưởng đến các con lắm. Tại vì nhắc lại cái việc ly hôn của cha mẹ, ít nhiều gì cũng bị, các con cũng sẽ bị tổn thương, sẽ bị buồn. Nhưng không có, Phương Lê sẽ xin lỗi các con của mình. Sao? Nhưng không nói là không được. Vì Phương Lê làm việc cũng như là người của công chúng, nên vì vậy mà những cái lời nói của mình mọi người cần phải nghe một cách nó minh bạch. Rồi, Phương Lê sẽ không bao giờ nhắc lại, cũng như không muốn mang những cái livestream mà nó căng thẳng như thế này. Phương Lê chỉ muốn lên livestream để chia sẻ mọi người, với mọi người những cái điều tích cực, cái cuộc sống hạnh phúc của mình. Mình đang có, Phương Lê chia sẻ với mọi người một chút xíu là Phương Lê đang có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Phương Lê có 3 đứa con. Phương Lê lo cho con Phương Lê ăn học. Con Phương Lê ngoan. Phương Lê có được những cái cộng sự làm việc với Phương Lê trung thành. Những cái cộng sự rất là tin tưởng và yêu thương Phương Lê trong mấy công ty của mình. Và Phương Lê đang có được một cái tình yêu rất là hạnh phúc, ngọt ngào và đẹp đẽ với anh Luân. Và Phương Lê đang cảm thấy cực kỳ trân trọng cái cuộc sống của mình hiện nay. Và Phương Lê không cho phép bất kỳ ai
làm hại đến những cái người thân của Phương Lê bằng những lời nói tiêu cực, bằng những lời nói nhục mạ, bịa đặt, đơm đặt, hoàn toàn sai sự thật. Câu cuối cùng Phương Lê muốn nhắn: Phương Anh có nickname là Bánh Tét, có dám về Việt Nam gặp Phương Lê không? Nếu Phương Anh không có tiền, Phương Lê mua vé cho bà và bạn về, về đứng trước mặt Phương Lê, nói những lời mà đã từng nói trong cái thời gian vừa qua, dám không? Mình con người, mình dám nói thì mình dám chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Dám không? Không có tiền về, tôi mua cho vé. Chứ đừng ngồi ở bên đó rồi sủa qua bên đây. Đừng tưởng mà mình ở bên Mỹ rồi mình nói như vậy mình không có bị phạm pháp. Có thể là pháp luật Việt Nam không xử lý được, nhưng tòa án lương tâm và nghiệp mình tạo cho các con của mình, suy nghĩ đi, đang tạo nghiệp, đang hại các con của mình nha. Không ảnh hưởng gì đến tôi hết á. Tôi mời Phương Anh về Việt Nam cho vé nha. Dám thì hãy liên lạc với tôi, dễ mà, dễ dàng mà, đúng không? Về đây và đối chứng với tôi, chứ đừng ngồi bên đó mà sủa về bên đây. Ok rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Thôi Phương Lê phải đi